bà bắt đầu bị chọc bị chậm lại thì mỗi nè không này thì mỗi này mềm thì bấy nhưng mà chỗ đó này thì pì nè này thì pì part 2 the impact of information system on organization nè chẳng phá 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 rồi có ất tì bồn này bọt bọn bọn miễn tên lửa ổng cập hiệp chẳng nè không này bà chẳng này thì mỗi để vì chạy tì bồn khăn cứ ất tì bồn bẹp bọn này cho mỗi nâng than đặc biệt sinh thực kịch, bẹp bón chỉ mỗi những sinh thực kịch. Chính trình này thì mỗi nhảy bị IT change relate to cost of capital and cost of information. Khả năng phê đại dương miền ca bị vọt nâng apply từ nâng bọn bọn miền chía vì thua ao dương plap đồ từ lờ ca chậm nái hay nâng tuần bà dương ca chậm nái từ lờ đàm tuần hay nâng chậm mỗi những ca chậm nái xem xét bẹp bọn cho mùi nâng bọt miền chân khả nạ phê để dưỡng trang bàn bọt miền dưỡng miền system nghe sử dụng bản tái ca chậm nái có vì miền ca phạp đồ đôi khả nè cách bà thôi chậm nái đài information system technology is a factor of production like capital and labor khả nạ phê để dưỡng miền bọn bọt miền để gọi bạch chạy vì chi bọt miền chiến nụ vì thua ao dưỡng à phần lật bỏ dưỡng căn đà lọ bà sao rồi có chia cả ta phần lật mũi để ai chui chùm rốn có đôi chia ca cắt bật thói từ lớp này thuần thiến thạo với cá chùm mũi nắng thuần thiến bồ lọc cầm khả nạp bê đầy dưỡng miền chẳng technology bê đầy dưỡng apply phliếm cứ chạp đàm miền ca phạp bà đồ nè. Cắt bật thói bộ cơ lực bàn mùi chùm nguồn đôi chạy lớn đi và tỏ bì AI cắt lớn nè. Artificial intelligence khả năng phê đầy dương miên AI vừa ỏi bộ quả lực rồi có chìa cả ta cùng riêng cầm hai anh ta đã càng nghĩa rồi bỏ bởi chìa bọt rồi có rồi bỏ mình nung nè bỏ mình nung cứ miên ca bạc đồ chẳng ảnh sài lờ ca dô tờ bà chẳng khả năng phê đầy dương miên technology kê vừa ỏi cắt bà thôi tờ lờ thay đám cho mùi nâng cầm lăng bộ lọc cầm vừa bắt bóng hay có miền kịch bọn ở miền có đôi chìa ca vị phía xem xếp bẹp bọn kênh cho mỗi nâng ca vị vọt bọt technology mà chùm nô cho mỗi nâng mà nô nế bộ bọt bọt technology vì ạ hát đấy mà dân cứ đầm nà ca là hột tại chùm bộ mà nước cứ miền ca hát nới hay nâng tồn tại bằng tay chùm bộ mà dân ọt đấy nế technology cứ nghi sử dụng bạm này ai chẳng tam đầm bón tam và tê để cầm bông tại chương lớn kì cầm bông tại bà AI nè nè IT affect the cost and quality of information and change economic information chẳng khả nạ phê để dân miên bà bón bò miên vì bán chế hạt bồn tờ lỡ thay đá hay chẳng mỗi nâng quality côn nập hiệp này bò miên hay có thua ở miên ca phạp đô tờ lỡ bò miên sẽ tích phòng đài bà anh nâng cứ chia cả ta sầm khăn nè cả ta sầm khăn mình tên khả nạ phê để dân miên chẳng hay bán bà tê cũng ạ thì vọt cái bàn bẩm lành nên chị em sao cho điều nè sao cho điều cho môi nâng bập bọn chạy chía hay thơ mách ai càng nghe nâng cánh tay bà xa lá hay chị bà xét cứ ca ạ thì vọt bạc luôn là hồ tà đo lương ai do càng nghe technology nâng chùm nu càng nghe mà nu robot miền trả lời hay thầm mây mà giả nếch cũng khơi miền ca chùm nua nè chiên cắt sọ và robot đôi khi nè robot ai cắt sọ bán nè cái miền system mode đấy ai chơi rồi nhưng ta hay ngồi cắt nắng thay chỉ khơi chỉ mình đăng tập bớt đàn đấy chỉ video bằng hai nè không YouTube nè không Facebook nè bàn tay mình đăng thay chẳng mạch chơi là nè information technology help firm contract inside because it reduces transaction cost nè cắt bật thôi từ lời rồi trên section xem xếng cái nạp để mình technology đôi ba chục ban dương bạc cho mà apply cho anh cái nạp để dương riêng online này dương ảnh thử chăm bạch print material làm bây giờ mà này thế cắt bật thôi ban chờ đôi cú ảnh miên thật phở material ảnh phở phô phở đặt phở ấy vấn tái phở technology anh nắng vấn đề về apply cost từ lẽ cái nạp gì nè chứ cost of participating in market có mình ca cắt bật thôi đây outsourcing ấy chị đào ok bạn con nghe cho mỗi năng chân nói bật to nè
Atipol đại miền system với ông cấp hiệp nước miền là cái này như mình đấy, ai thả hoa bà bó ai thả Atipol đang côn đang côn sầm bắt côn bị bắt đấy. Transaction cost theory tam từ sau đây theory từ tam từ sau đây này bật bật cá cứ roll bật bật cá thành ở là cái nông nó cứ sầm đại từ lơ ca chu bột lực sầm đại từ lơ ca prapra sầm đại ai xem xem là cái nông cấp hiệp nâng ca chạy chạy xem xem cứ từ miền ca chu rùm ប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យការចូលរួមទាំងអស់គឺមានការកាត់បន្ថយតម្លៃដោយតែគ្រូបានយ័យពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើឯកសារយើងត្រូវមិនចាំបាច់ព្រីនប៉ុន្តែយើងប្រើតាមសបអញ្ចឹងយើងមើលផ្ញើតាមអ៊ីមែលផ្ញើតាម Telegram ថតផ្ញើថតផ្ញើ save as PDF យើងផ្ញើបានអាហ្នឹងជាឯកសារណាអាហ្នឹងកាត់បន្ថយរាល់ transaction ទាំងអស់ហើយ IT lower market transaction cost for firm នេះ នៅគណៈពេលដែលយើងអាប់ឡាយទៅលើเทคโนโลยีណាទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយទៅលើការថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការនីមួយៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការរីកចម្រើនជាជាងការដែលយើងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបុគ្គលិកគឺចាប់ផ្ដើមងាយស្រួលហើយយើងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួនបុគ្គលិកក៏មានការកាត់បន
agency theory bẹp bòn khné chấm mũi nắng phe nghĩa nè ca ca để chia đập vô từ lớp phe nghĩa cứ sum đau từ lớp firm để quạt miền ca cho rùm chấm này nó tam giác nè để bẹp bòn nè để chập rầm chấm mũi nắng vì sai đôi khné cứ kê ai mà vừa công tra chấm mũi khné nông cá video nè firm experience agency cost nè bẹp bòn khné chấm mũi nắng ca chấm này từ nè nghĩa nè cost out managing supervising and we raise and firm growth nè còn là cắt và thôi từ lời ca thay đấm bẹp bòn chủ mùi nâng ca cổ cổng phần tái có ai vừa ở cổng hôn dưỡng miền ca rì chùm ràn thông đài nè bẹp bòn chủ mùi nâng agency miền này tha sau đó mà vĩnh miền nè nghĩa rồi có agency chỉ chẳng nâng miền công tra chủ mùi nâng firm bảo dương làm bấy cổ cổng làm bấy vừa ở ca nghe bảo dưỡng căn đẹp xa là và đôi dương đôi trả lời bởi dương chọn rồi xí dương ạch chế technology dương chua kháng krom kê advisor kháng phê kê chui bột bút phê dương kê chui bà mốt phê dương kê chui ấy dương ảnh ấn chỉ lạc cái nạ mùi nâng ai và bản test vừa ai firm dương regrow ban đài ok nhá chỉ lạc cái nạ agency bèm nâng ai IT can reduce agency cost making possible for firm to grow without adding to the cost of supervising nè hay có một tin tâm nâng nốt cái ai cắt và thôi bạn này thật lợi thầy bẹp bọn chỉ mùi nâng chuột nẹ nghe nè agency nâng bộ chăm si nâng kể cái ai cắt và thôi bạn đấy hay có ai without adding nhé employee có mình add bộ lực time này miền này tha dương pra thôn thiên tích bộ lực tích tình tế nè để ai vừa bán ai đậm nà ca tự bán nâng nông ông gặp hiếp hay có miền ca rì chìm bàn đấy chứng bẹp bọn chỉ mùi nâng chia hạt bột từ lớn nhẹ nghe bà ok chờ đa mối tiết cứ bẹp bòn chuẩn mối năng ăn cập hiệp nè khả năng p để dương miền information system vừa ăn cập hiệp bảo chứng nè miền cà lạc đồ information organizational and behavioral impact khả năng p để dương phát đáp tầm khăn từ lớn ăn cập hiệp p để dương miền system vừa IT bảo dương flatten IT flatten organization. Bây để IT chấp đam apply cho thực năng ăn cấp tiếp vừa ở dưỡng cắt và thôi từ lực bộc lực. Nếu bây để cắt và thôi bộc lực chẳng bộc lực môi chùm luôn để riệp chọn bị một mắt tam thành nào được rắm miền ăn cà lê chán miền và ấp chán để từ thừa cá tại đó bây để miền IT chấp đam cắt và thôi và cắt và thôi miền tập phẩm ăn này miền tập phẩm ăn này để ai vừa càng nghĩ tới đậm nà cà từ một bàn ok chương trình nói nó cứ này decision making is pushed to lower level khi nào p để dân miền ai thế dân chấp làm vừa ở ông gặp hiệp bảo dân căn tài sản bài để flatten organization miền này thang vì rít phần này tự từng vì ở từ rít cho cầu mới rít tự từng chẳng phần này mùi mới còn ai cắt được gọi dân về miền CEO miền assistant hay phải tỏ mắt miền tiền này gọi mà tiết bộ lực này mùi mùi nó nghe chẳng dân rồi nhà decision making những rồi từ thạ thạ cầu chẳng vừa ao
ca cắt bật thôi ca cực rộng ấy bạn lọ đại nè fewer manager are needed IT enable faster decision making and increase span of control chứ khả năng để dương phơi ao ca sầm ra chất bờ dương căn tại miền ca cắt bật thôi phơi ao bộc quyền lực nơi hàng cầm còn miền sứt sầm ra chất bắt top bị còn miền sứt sầm ra chất còn bằng cán ca nghe nó căn tại bà sa làng đài nè post industry organization organization flatten post industry also right increase rely on knowledge and competence នេះ ពាក់ព័ន្ធ គ្នា ជាមួយ នឹង ការ ងារ គ្រប់ គ្រង ណា វា ពាក់ព័ន្ធ និយាយ ពី អង្គភាព នេះ ដូច ជា គូ បាន និយាយ ថា គណៈ ពេល ដែល យើង មាន IT នេះ អា នេះ ផ្នែក ទទឹង នេះ គឺ ផ្នែក ចុះ ក្រោម ផ្នែក ទទឹង អា នេះ vertical អា នេះ horizontal horizontal និង vertical horizontal និង vertical vertical គឺ មក ទទឹង នេះ rich anh ấy chán, riêng anh ấy chán, bên trái anh ấy horizontal là hai khu vực nó cứ ảnh miền, thằng nào nó cắm miền anh ấy miền mà mùi vì bảy bốn pram, chẳng pram level này trong ca đặc nuông trong ca vừa ca nghề, tầm rom từ đó CEO nó thằng lỡ được gọi chị âm, nè nè traditional hierarchy organization with many level of management, cái đó là ăn gặp hiệp, ra cho nên sản phẩm được nâng ăn bài và bài này thì có bài bà ràn cả lòng máu á ná miền cầm rất này ca cốt cỏng tràn lùm đập thật nạ ná chạp bì mùi bì bầy buôn pram chẳng bộc lực miền pram thật nạ ná nếu khả nạp bê đại dương apply technology tới thua ai ăn gặp hiệp dương xâm bạch chương môn ná xâm bạch chương môn flatten á flattening chẳng bộc lực tới bàn cắt bật thối đại chênh tập này nhờ này tập tầng ná muối bị bảy cắt pi level chẳng hạn sao tại level trong cõi muối anh ấy bật thiên phái thay bật thiên này để quạt cục rồng mùi muối từ lơ sạc cam phiền càng như nè chẳng nè organization has been flattened by removing layer of management chẳng pin môn máu miền CEO miền bật thiên phái miền supervisor miền team leader yên tới hay bật tọt máu bán miền staff nơi hàng cầu chẳng đó bây là dân đặt IT tới apply system tới rồi càng nghe từng đó cứ thân nạc cọng còn ai thân nạc lớn ấy còn ai control ban nè còn coi mơ từ system coi mơ vào bốn còn ai an bài ca phố ní thật ca team leader mà cọp kia và mà nè nâng tới để còn ai phẩm mô bộ sổ đọc lật phá ban vì mùi từ mùi mùi hối ban khả này còn bộ sổ đọc bật tỏ bộ sổ đọc bật tỏ mà chung ta lờ anh nâng bài traditional ta đập bê để mình system máu cứ everything to change រចនាសម្ព័ន្ធ ក៏ មាន ការ ផ្លាស់ ផ្លាស់ ដូរ ដែរ ដោយ សារ អី គឺ ពួក គាត់ មាន សិទ្ធិ សម្រេច ចិត្ត នេះ ខាង ក្រោម នេះ អត់ មាន សិទ្ធិ សម្រេច ចិត្ត ទេ ដោយ សារ អី ការ ងារ មុន ធ្វើ គាត់ បញ្ជូន ទៅ លើ ឥឡូវ នេះ ក៏ មិន ទាន់ សម្រេច បាន ល្អ អត់ ខ្ចោះ ដែរ គាត់ រុញ ឡើង ទៅ លើ ទៀត ណា តម្រាំ តែ ដល់ ស្នើ សុំ ការ ងារ ក៏ យឺត យ៉ាវ ដែរ ណា តម្រាំ ធ្លាក់ ពី លើ ចុះ មក ក្រោម ក៏ យឺត យ៉ាវ ដែរ តែ ខណៈ ពេល ដែល យើង update អង្គភាព របស់ យើង ណា អង្គភាព របស់ យើង ឲ្យ មាន លក្ខណៈ បែប នេះ ណា vì thưa ai ăn gặp hiệp chiến nên nghe rồi không cả thưa càng nghĩa hãy sầm ra chất lớn sức sầm ra chất thật nơi nạ cầu này ai nhé rồi ai kịp chul rồi phần một nạ cầu này lang từ lớn ai chẳng nhé rồi những vị lớn này lang từ lớn và to và đánh và đánh và đánh là hồ từ đó còn mình sức sự không cả thưa sự cái sầm ra chất để cái ai sầm ra ban gió tập đi level level này mũi tụm hôm càng nghe bảo quán hay phải tỏ mắt level này level division hay cho mũi nó CEO ni ai. Ok. Chân lách bật tỏ. Né. Né. Thế nạ bê bật tỏ bạc bọn kênh cho mùi nâng. Organizational resistant to change. Resistant. Né. Nâng nia ca này ca plap đô rư gò resistant trong ca plap đô ta lư ăn gặp hiệp. Thế nạ bê đại dương miên information system. Chân vi có miên cà ta lùm bạc đây. Thôi ta bắt tỏ. Ông gặp hiệp mì ông ca lệnh bì ní khơi thả dương chọn chánh còn mình ca chọn chọn lạp đố có bà bạ đây tại bờ sân chỉ cơm hôn mấy mấy gọt cho bà đàm lắm bà đàm mình đi những cái lò máu nữa chẳng hàng cà phê mỗi gọt thời ca tại CEO mà nế được gọi brand manager mà nế hay khảo bình lúc gọt cực tòa tạm đồng nế CEO mà nế hay bà tỏ máu miền ảnh miền team ảnh miền leader nà này tiết đấy cứ bục lực xa mạp hiệp nè bực lực smart phê của nè nè khá ai còn là cái time đã mà chậm bấy nè chẳng được nông
ăn gặp hiệp mối miền ra chân là sản phẩm miền bầy chẳng nhé miền sử dụng ba lờ mối hay bởi tiên này bấy hay những bộ lực mùi rất gọi bởi tiên này chả phí hay quên căn này tìm xa mùi chết căn này bỏ đác nhé căn này tìm xa căn này bỏ đác hay cho mùi nắng cực rộng bộ lực tòa chẳng á nâng hay anh ấy cứ đôi khỉa nhé hay khả nạp phê để dân prai prua lì dân trong update được cái sầm rúa từ lửa ăn gặp hiệp đại miền sạp về nút viên miền ca lùng bạ này à resistant to change những còn miền ca phạp độ information system become bound up in organization policy because they influence access to key result information cái ta bảo bọn bọn miền cư chìa cái ta môi đa sầm khăn nực nông ca riêng trọng nửa dô bài ăn gặp hiệp bí bước vì bạn vừa ỏi ăn gặp hiệp bảo dưỡng miền ca riêng trọng này hãy cứ với chí bập hộp này bọn miền hay nè information system potentially change an organized structure, culture, politics and work. Nè. Khi nào bây để miền ca phạp đồ vì thử ảo dưỡng nè. Miền ca phạp đồ tà lỡ. Nè. Rạch chân hà bọn ăn cập hiếp. Vọc và thóa. Nói dỗ bài càng nghe cho mỗi ơn dỗ bài. Nè. Nói khăn ăn cập hiếp nâng. Càng nghe. Ê dạ bọt càng nghe là ăn cập hiếp cứ miền ca phạp đồ đạch đời lại. Nè. Nè. Vì môn máu. Cứ thật khỏi tỷ vĩnh. Nè. រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះការងារគាត់ធ្វើការផ្អែកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែរត្រូវឆ្លងតាមឋានានុក្រមដេញឡើងបន្តបន្តបន្តបន្តណាអញ្ចឹងបើគាត់នៅខាងនេះគាត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 3នាក់នៅខាងនេះគាត់គ្រប់គ្រង 3នាក់ណាខាងនេះគាត់គ្រប់គ្រង 3នាក់អានឹងគាត់ខាងនេះគាត់ទទួលខុសត្រូវអីផ្សេងផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងតាមចែកទេប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលគាត់ត្រូវឆ្លងការងារត្រូវឆ្លងកាត់ទៅលើធីមនៅខាងលើដេញឡ
Nhưng workflow ca nghe nó cứ lùm hô ca nghe có miễn ca plap đồ đại khả nạp để dân miễn IT. Most common reason for failure of large project due to organized and policy resistant to change. Tình tâm nâng đó, nâng có miễn ca plap đồ, ca plap đồ nâng ca apply tờ lỡ technology có chia cả ta mới để chạy tờ bố tờ lỡ ông gặp hiệp bỏ dương đài ná. Miễn ca plap đồ bê để plap đồ thua áo ý bà chạy. Ok. Chất đó chân nạch bà tò. Nè, khu vị phía tà lỡ resistant to change. Chân cạn này là dương chỉ ông gặp hiệp chắc. Chắc ông gặp hiệp thầm ấy. It doesn't matter. Chân vì ạch trao chìa bánh hà bà màn đây. Khả nạp bê đầy dương apply tà lỡ system. Bê đầy dương form. À bố dương recruit. Mà nữ đại miễn sa mặt tập hiệp nào không cá. Apply tà lỡ technology hay. Ná, mà nữ hết. Tại khả nạp bê đại dương chia ông cập hiệp cha existing company rồi có organization bê nút vì miên ca plap đô khăn hay tình tâm nâng cụ dạy pì ná dạy tìm mối new entrant business hay dù mối tiếp existing business chẳng khả nạp bê đại dương chia new khả nạp bê đại nhú có dương thật miễn khả nông niêm dương chia nị sát rõ ngay dương cầm bông tài chạp dò các mây. À, chắc mấy hay thật thuộc ca cho mùi nâng cơm hôn này thầm mây. Đứa có cái form cơm hôn thầm mây dân thật thuộc ảnh nâng chỉ rừng nghị sử dụng. Phần tay mối tiết khả nạp đầy dương chia nị sách hay dân develop luôn ấy. Hãy thật thuộc ca cho mùi nâng existing business có chỉ cả ta mùi đầy. Nâng cơm niêm dương chỉ nạ thật thuộc ca. Hãy mối tiết nâng niêm dương chỉ business. Owner khả nạp đầy dương chọn áp hiệu quạt existing business. Dương thầm mơ tha ta mình nụ mean willing to change. Willing to change. Nên khả nạp để miền willing to change là nâng ọt bằng hà đây. Còn miền chăn chạc nông ca plap đố. Còn nâng prang prang chi dìm áp vọt luôn. Sốp tên nâng tức đau nây ca áp vọt technology nâng. Né. Chẳng resistant to change nâng cứ resistant tao vinh tao máu cứ cùm liệt rồi viên ngay ca bà tìm bà tông khá nế rồi viên ọng ngập hiệp nâng. Né. Rồi viên mà nụ. Chỉ mùi nâng ca nghe. Chẳng bởi sân chìm mà nụ quát ọt prang prang áp vọt thế. Nâng sọc đa ở xóm sọc tên nâng technology information system nha. Sọc tên nâng technology có ai lost job. Rồi có càng nghĩa có miễn cao lũng bạc đây. Chân mình nút thời đại xoay dối tên là information technology. Hay cái nạp bên để miễn cao plap đô tên là ông gặp hiếp có miễn cao. Cái xong rồi có chùm rú cháu rồi bật lực thằng lại nét đá. Low performance. Có chỉ resistant to change này. Bởi tập bình nút cứ assign task anh nó cần nạp để dân cập nạp hay nè nè khác có bật cho bật bằng càng nghĩa tam giả năng đại chân đi
chẳng côn sầm bát chẳng côn bị bắt chẳng sầm nhập mà nuôi tu tới nực nong tại để bọt dương bạch bắn mình thả bạch tiền ná mình thả sừng côn ná dương thử tái change dương thử miên nè nên nia ca thì change resistant to change từ lơ bạch bọt sừng côn tu tới chẳng kê mình trăng trăng của thử thật vừa đây nè dương đôi giò ngái dương ở trong ở che phở Facebook ở che lên Facebook cả lỏng máu đập vào tập đi dân miền ca tầm đại tầm nô kia chỉ nhồi nhồi dân tới vừa ở dưới che prà Facebook và tập đi nô miền nè ở lấy cái Telegram tiền chẳng kia dân có chấp đam riêng prà nè riêng prà à thì vợ từ đong tịnh vui vui start chấm này không cả prà Telegram rồi mà đào bắt cho bán không cả riêng số tam online dân cả lỏng máu dân ở trong ấy nên nó có ở trong cũ có ở trong lục bộ trang ca nghe riêng này tìm thì có bà tại à resistance to change nó vừa ai ở rộng bảo dưỡng nó miễn cao phát đồ đại chân dương thử tế à sàn dương thử tế bằng vật hạt từ lỡ ca áp hiệu vọt từ lỡ ca cài dùm rùa từ lỡ nâng nha ca này chê nâng chân information hay dương chế prao Zoom của chế prao Microsoft Teams của chế prao chế prao email chế ai anh ấn nên hai cái hai ta resistance to change nè không anh ấn apply từ lỡ không bị sai riêng không business của mình khó đại bộ lực nên không ăn tiếp đam đặt khác thời thời che vào technology che apply technology ăn cái tiếp miếng cá plap đồ thời lớn technology mấy nấng vừa ở quạt thời sắc sa bằng vô rin sâu bắt đầu new task new task job task ấy chỉ mới nâng cao cắt thôi bộ lực rồi có quạt riệp chạm ra chân là sản phẩm mới làm bay chập gió cả nâng cao áp vọt những cái đam ok mới tiết vậy phí impact impact tới ăn cấp tiếp cứ bạn pon cho mình nâng cao prap prap internet nè khi nào bây giờ apply tới technology chương prap pon internet trở bán sạp job trở bán job kết thúc đặt trở bán job mà prap prap increase accessibility storage nè ca lại xa ca chạy chạy pon làm miếng nâng chậm này đang xây xây nâng không ăn cấp tiếp anh cứ internet ở tôm tịch ly nè ok cho nói bắt to พอปะปอลปะต่อแปะปอนเฉมวยนั่งซิสเต็มเนี่ยนั่นเป้แต่ยังรีบจำซิสเต็มทำไมยังถ้าประเด็นสำคัญแต่เลิกกระตาอีกละนะเนี่ยนักน้องอังกฤษจังขณะเป้แต่ยังมีเทคโนโลยีหรือก็ยังมันมีนกระดอยก็ยังถือแต่ประคองจะถือมีนได้งี้สูดยังมันอายก้อยกอดยังมันอายตึงก้อยลวกกาแฟแต่เองให้ก้อยกอดคลายคลายกี่ลุ่นคลายบุกหลักลุ่นจังอัดเห็นชัวร์แค่ในลุ่นละแต่เองจังอันมีซิสเต็มchúng có lòng máu nè nè để trong ba hang cà phê cứ thuê cho bạn được quạt cả xoay vô pi lồng hồ ấy thì tuốt cả cột cột ngay xem xét cứ miên system chẳng chua kê mà cái bộ cái lực mà nè pi nè đặt camera ấy control quạt ai mở bàn đúng không chẳng nghi sử dụng nâng cao control organizational factor influencing a new system khi nào pi để dùng riêng trong thời pan ca áp hiệu vọt thời lượng bảo toàn mấy dùng tập làm quan trọng thời lượng cái bà cái ta tìm mối giờ kết lỡ environment và là cả tu tới thì bây giờ bị structure hết tha ra cho nó thành phần được nó ăn tiếp cú cắt bật thôi rồi thôi chẳng mấy khác nè na cho nè cho hôm chi nè na cho nè bật chỗ tình đấy chưa bật trăm nè na là na nè na khác đại chiến nè đầm na ca thật lỡ đầm na ca chịu cảm tụi culture and political nè bọc bật thôi nâng này dụ bái bật hết ăn gặp tiếp nè style of leadership nè lẽ cái nạn này ông gặp hiệp bà dưỡng tại dưỡng đài dưỡng mất hay những lẽ cái nạn này ca đặc nôm bà dưỡng dưỡng mạch đài bà hay main interest group affected by system attitude of end user nè mùi tiết bẹp bọn cái này cho mùi nâng nè đài quạt miền ca bạc bò tờ lờ bạc bòn nè khá quạt miền ọt chén nâng dây tân mạch dây chọn bàn ấy chọn thơ ấy cứ miền ca lòng bàn nè cho nói nâng ê à bọt bà quạt cho mùi nâng nè bà bà bì khá quạt ở trên computer xong bây giờ Word, Excel, quạt ở trên vai, ở trên ấy, quạt ở trên tận đáy. À lỡ tự miếng cao phát đồ chẳng bê khá, vì bác bỏ đọc rộng quạt này. Ok. Cho nên bắt đó, task tuôn này tí nâng cao phương sức đầy xâm ra chất, hay nâng đập nạ cá, nâng khá nóng, bác bỏ. Ok. Nâng sao tôi chỉ chấm nói đại dương tử cho kết thúc đạm môn bê đại dương rệp trăm phán cá, ạ vì vô tờ lơ vì sáy, bỏ đầm miền vị trí rồi có, bác bỏ đầm miền, đại dương thả dô mà thơ. Ok. Chân nói tí bầy
chân này thì bày nên phần tỏ bị bán hết chỗ riêng có đó cả riêng trọng dụng được sản đó. Bảo why do some firm become a leader in their industry? Ok, cái xu thang hết ở với bán chìa cầm hôn xã kia môi chùm nguồn thống bán khai tới chìa nẹ nôm một cái này không bị say nụ. Ok, nếu chìa cần lực đại dương thời phương bán, đại dương ai thời phương bán áp vọt bán thiệp trong dựt xã bán cho chừng nâng khai tới chìa leader bán lưu tra tại dương miền cao bộ quốc bị chàng chìa bà chăm chẳng nơi không nít cái bán lực láng tờ lửa dựt xã rưu gồm một đeo rồi bó Michael Porter chẳng Michael Porter Competitive Force Model nít cứ thật bán do mà sạc xa nơi không mê riêng dương và có apply bì marketing một ai nè. Provide general view of firm, its competitor and environment. Cho nên này cứ miền này thà tam dụt ở xa nâng cứ trai bán kê phát đọc xâm khánh ta lỡ lạ khả năng này cơm hốn rồi có xa kìa chia chấm bóng hay chấm mùi nâng cao cột cháy hay nâng tạ giặc cặp tự tử nâng nông nốt kê miền cà ta chấm đồn pram bà cà ta tì mùi cứ bẹp bọn kê chấm mùi nâng traditional competitor nâng cao vị phía nâng miền new and trend miền sập substitute good product service customer and supplier nó chỉ là cái pram cho nó chẳng cứ do này mà vậy nè đôi khi nè chẳng nó phải để dùng apply từ là technology cái đổi có dùng thật cái đầu này từ đây marketing do mà vậy chẳng strong từ đây marketing chẳng strong để dùng ai cho mà apply cho mà áp vọt nè áp vọt ok cho nó bấm mũi pram cho nó nhé pram chấm nói miền supplier miền ấy xem xem chẳng pram chấm nói đại dương thật mới high level này ca đặc nhóm cứ miền lạ cái nào đôi khi này nè nè the firm competitor anh ấy cứ chia cầm hôn bảo dưỡng hai bảo tọa mà tiếc cứ cơm hôn bà dưỡng hay bà tòa mình tiết cứ đại cục cột chạy khả nạp bên ý cứ level smart này xem mẹ chả kỳ dưỡng cho mình đang đại cục cột chạy level smart này bị nắng nè level smart này hay nó bê đại level smart này dưỡng thử sắc xa mưa thả ta cho nên là khá đại sầm khánh thì mình là khá đại dưỡng thử áp vọt thử bà cột bà chạy hay bà tòa bì nấu dưỡng thử kết mơ tờ lỡ new market in trend bất tỏ vì nước dân thở mưa và mở mưa từ lời new market and trend nét đại quạt chuột thú mày nè khả năng p đại dân chọn đi chọn cho ta xa rồi còn dân nằm nã ca từ lời chìm cam hỡi giờ ra si ai hỡi dân đằng thà đại cụ của trời nhất miền này nạc la nè ná đại chia đại cụ xả cá nè ná cơ chỉ đại cụ của trời đại dân thở trên cho mùi kề bất tỏ vì nước dân thở mưa mưa từ lời market dân nông tìm xa bảo dân miền này chuột mày ạ miền này cho thay ăn. Tiếp bì cứ substitute bật đạn. Rồi phải là tập hợp bao nhiêu? Rồi phải là tập hợp bao nhiêu? Miền phải là tập hợp chấm nước ăn. Miền phải là tập hợp chấm nước ăn. Tiếp bảy miền đại cù bự cù. Nẹp cột cung là ăn. Đầm nà ca chẳng mạch tái. Nẹp cột cung nhiêu? Cột cung ăn bao sân chỉ nhiêu? Bị tiệp xá. Đầm nà ca lơ tiệp xá. Chẳng mạch chẳng má cứ sai từ lần này cột công này và hai trong đó cứ customer và tam đấy nè supplier customer tam lùm đập lùm đòi vào phía ok chẳng dân thật kịch từ lần cái ta thằng ở nắng làm bấy tiền cho đồ chập dọ cắt nông ca cột bị chạy một lần dân chập đám tung đi tìm sang nông ca ạ bị bỏ tìm sang ok cho đó cho nó bắt to nè cái anh ấy sẽ ca phần chỗ lùm ắt vì lẽ cái nạn ấy traditional competitor, new market supply, new market in trend, anh nói sẽ là chia chấm nói đấy, dương thể sắc xa, nè. Traditional competitor, all firms share market space with competitor who are continually division new product, service efficiency and sweet cost, bẻ bòn cho mỗi competitor, market in trend, nè, computer chip bây giờ đam. Ok. Nên chúng nói dựng ai sạc xa xoay nhiều bán hay chúng nói bật tỏ cứ bẹp bọn khí cho mùi nâng bà chúng nói bật tỏ cứ bẹp bọn khí cho mùi nâng ca rịp trọng dụt ở xa bật tỏ bị dương sạc xa xoay nhiều bí kà ta tùm chùm nôn pram cơ lòng mà rồi bó bật đeo bọn Michael Porter
dương thử riêng chọn dạng bệnh và cho nên bật đó cái ca riêng chọn dự tật xa chẳng ca riêng chọn dự tật xa cứ miễn buồn cho nó nhá buồn cho nó xâm khăn xâm khăn để dương thử riêng chọn apply cho mỗi nâng technology và cho nên tìm mỗi cứ cost leadership product differentiation focus on market niche hay nâng nè strengthen customer and supplier intimacy nè buồn cho nó nâng xâm khăn là cái nạp bế đại dương áp vọt cầm hôn bởi dương ạ khai thay dưới cầm hôn mối đại miên ca bởi cốt bởi chế và có cả đại ca bởi cốt bởi chế nè khăn ông bạc bởi bạc xâm mấy nấy bởi bọn miên chìa ok chẳng cho nó nì mối nè cost leadership miên hay thầm mạnh produce product and service at lower price than competitor nè chấp đàm phần lật rồi có bẩm ra sẽ bà cắm tặng lại ná xâm ra bà thể chôn đại miên đầm lại lại lụa thao chiêng đại cư bà cốt bà chê nè competitor ok nì đồ chìa Walmart nè Walmart ưu chìa ưu thế hó Walmart cứ quạt chìa dìm cầm nọt thay chìa dìm rò tầm lại rồi có bà đá sẽ bà cắm tặng lại ná đại miên lạc cái này thao chiêng đại cư bà cốt chê ok cho nên tìm biên dạy bì product differentiation ការធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងខុសប្លែកពីផលិតផលដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏ផលិតផលថ្មីណា enable new product or service greatly change customer convenience and experience នេះចំណុចដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងផលិតទៅលើផលិតផលថ្មីឬក៏សេវាកម្មថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានបទពិសោធន៍ឬក៏ទទួលបាននៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់ការទទួលយកសេវានិងផលិតផលរបស់យើងណាអូខេចំណុចបន្តគឺ focus on market niche នឹងយ៉ាងម៉េចណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារណាមួយណាទីផ្សារជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងត្រូវប្រើណាឧទាហរណ៍ use information system to enable focus strategy on single market niche specialized គេចង់ឲ្យយើងសិក្សានឹងស្វែងរកព័ត៌មាននិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលណាដែលជាផលិតផលតែមួយឬក៏ផលិតផលឯកទេសណាមួយមានន័យថាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែមួយផ្នែកនៃផលិតផលបើនិយាយពីការជ្រើសរើសឬក៏យើងរៀបចំដូចថ្មីកន្លងមកនេះគឺការវិវត្តនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យការរកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះកំណត់យើងចេះជ្រើសរើសយកcontent ទាំងឡាយណាដែលវាងាយស្រួលក្នុងការរកលុយណាធ្វើម៉េចឲ្យគេចូលចិត្តគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ niche អាហ្នឹងគេហៅថាលើ market niche market niche ហ្នឹងស្ថានភាពទីផ្សារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេនិយមអីយើងធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងសំដៅទៅលើចំណុចហ្នឹងបើបើ content តែមួយណាឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយដាច់ដោយឡែកតែមួយអូខេចំណុចបន្តចំណុចទី4ចុងក្រោយណា strengthen customer and supplier intimacy នេះពង្រឹងការផ្ដល់ជូននិងទទួលយកពីអតិថិជននិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទាន់ពេលវេលាណាអានឹងសំខាន់បំផុតហើយបាទសរុបទៅគឺវាសំខាន់ខ្លាំងទាំង4ប៉ុន្តែអ្វីដែលគូសង្កេតឃើញចំណុចដែលល្អដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺនេះការផ្ដល់ទំនិញឬក៏សេវាកម្មឲ្យទាន់ពេលវេលាណា use information system to develop strong tie and loyalty with customer and supplier ណាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលហើយជាមួយទៀមទាត់ធ្វើម៉េចផលិតបង្កើតឲ្យបាននៅភាពស្មោះត្រង់ទាំង customer ទាំង supplier ណាទាំង supplier ទាំង customer អូខេចូលដល់ចំណុចបន្តបាទនេះផលប៉ះពាល់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នេះឬក៏ competitive advantage ភាពលើសពីដៃគូគួតចែងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅផ្នែកនិយាយពីសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងអាចទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគេអាចឲ្យយើង transformation or straight to some industry ខណៈពេលដែលយើងមាន technology ឬក៏យើងមិនព្រមអភិវឌ្ឍក៏មានការរងការគំរាមកំហែងពីដៃគូគួតចែងដែរណាពីដៃគូគួតចែងឬក៏ពីសំណាក់ស្ថានភាពបរិបត្តិសង្គមដែលត្រូវតែមានណាមួយទៀត competitive force still at work but rivalry more intense ណាពេលដែលយើងអត់ប្រើ technology ដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់
đâm na ca lọ chuyện dương nó cái nào về đại dương mình bàn apply to the technology universal standard allow new rival entry to market nè cái nào về đại miền ca áp vượt nó new entrant nó có màu nó cái thà nè rồi new rival nè đại cu vượt cu bạ để bạ tham ấy bắt đầu bắt tay từ miền đại dương vì muốn mót dương lúc hang cà phê dương lúc tại dương ấy khỏi mót cứ miền ca rịch đỏ đào cằn là khăng lang à cà phê cà phê riêng sâu cà phê đôi chị Amazon đôi chị cà phê tam thịt tam thụp ấy nên chị đào nắng thứ miền ca plap đồ ấy bắt đầu bị miền miền này dương technology càng là riêng chậm rán càng là lõ thu ở ca cục đầu càng nghe xem xét cách này và sao chứ khi mơ khơi market năng lõ khi chấp làm chủ nhé entrant the market năng mục tiêu khả năng bây giờ miền in technology we ask for a new opportunity for building brand and loyalty customer base nè có chia cả ta mới đã sầm khánh là achieve cam có khỏi khỏi mới thấy có chi gì build luôn ấy thứ mấy ở miền brand thứ mấy ở miền customer loyalty là bởi chấp cho cả lọ nè bà cho đó cho nó bắt đó cái giấy bí value chain nè khả năng bây giờ miền system firm theory activity add value to product or service. ขณะ phê đại dương miền technology trong ca apply vì thứ vợ dương product bảo dương căn ta lọ phá sản activity chỉ mỗi nâng ca rep chom vô tật sản trong ca cụt chế có chỉ cả ta mỗi dạng sầm khăn nâng trong ca áp hiệu vọt bạc lùm hôn đại. Ok, chỉ cứ dừng khai bản đấy. Bà, nì, value chain cứ sầm đau từ lỡ ca bắt đầu bọn miền bà chôn bọn miền bì chùm nó chập đám rồi hốt tật đau chùm nó chập chọp này firm. Nè, bị activity, bị logistic boundary là hỗ trợ đã out logistic nè, out bond logistic. Khi nào phê đầy dưỡng promotion này, bị supplier là hỗ trợ đã customer. Cả chăm tam đan port miễn cả tôi vô port miễn cứ toàn phê về liền. Nè, anh nè, đầy dưỡng chăm bạch thời tái, bị nứt nắng, bị chán là hai promo port miễn người bán làm bấy bắt đầu port miễn tại customer rồi chứ. Nè, phê đầy dưỡng miễn system dưỡng tình miễn được trả lời nè. Facebook thì dùng online dùng đá hay một số bài đăng chốn còn lõ bằng tay mình toàn miền system nào lõ được không hôn nào mỗi đại đầm là cả bàn ở chụp cháy nơi không cả bắt đầu bỏ miền hay tracking bỏ miền tha deliver nó còn delivery đào nè sử nhập tệ chốn còn chạy mơ đào nè đào nè hay miền đàn nơi không sốc có nơi không đầm bằng nơi khả năng chịu xét cứ cơ đồng hồn bình để mình cả đăng chú niệm lõn tích phần tái cả apply từ information chỉ lạc nạ tù lũng tù lý thông đấm khả năng cả track tờ lơ bò đồng miền mùi này mùi này cả bình chia tinh bỏ à tệ thật chốn nơi miền cầm rật là lại. Ok cho nách bà tỏ nè nè web hình giấy bí xa rạp bà giáo web value đồng lấy bẹp bóng nê cho mùi nâng information cho mùi nâng cả apply tờ lơ technology. Ok cô sân khai phần nắng cô mình bàn dạy về anh thích cho nói đi bà chú đà visual là visual company này chú đó chúng nó trong crowd đầy information system nè miền này. Cái là sustaining competitive advantage côn sầm bạch côn bị bạch xem xem cái nông ca bạch côn bị chế nè cái nạp bê đầy dân miền technology thư vừa ao dân nè côn sầm bạch này cao cốt bị chênh bởi dưỡng miền thể hiện miền này thà ca cùng riêng cùng hai vì đại cụ cốt chênh có đôi chi ca chiên trường này cho trường này không sống cùng firm này này vì sai này ca rõ xì bởi dưỡng cứ miền lạc cả nạ môi lò và xa competitor can retail line or liaise and copy strategy system này competitor ai này bán này ai copy ai chạy được phê cà phê cái nghi sử dụng cái cầm lòng system may become tool for survival làm bởi thưa ở căn đà lò phá system cứ chỉ rừng mối đại dương chạm bạch thầy thưa mối tiết aligning IT with business objective né? Perform strategy system analyze chạp đàm riêng chóm vì phía tên này tam dựa sai chạy đám né? Hay trong khó rõ ý cứ managing strategic transaction né? Managing ca cực cồng ព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រណាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវរៀបចំ system នឹងឲ្យមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ model ទៅលើ
tức đau ở bảo chi cam bảo dương đảm bấy sao job cho mỗi customer hay nâng supplier ai bán lọ và sao ok cú sân khai phần nâng sân mẹ mẹ rin tí bấy sân khâm thay chương ai chạp bán từ tù dục tí phát phát phó ở bì ẩn tí bôl nâng nâng ca apply information system cho tất nâng firm đại chứ business firm ok cú sân khai phần nâng hay miên chậm ngọt lấy xe xe cơ dương ai đi bán ok phần nâng chắc nâng.